Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu mến, hôm nay trong không khí hân hoan phấn khởi buổi lễ tổng kết năm học 2022-2023, tôi rất vinh dự được đại diện cho tập thể giáo viên phát biểu cảm xúc và suy nghĩ của mình nhân buổi tổng kết năm học này. Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tháng năm khi vũ trùng phượng vĩ vừa được đỏ, báo hiệu một mùa hè nữa lại về, một năm học nữa sẽ kết thúc. Nhìn lại những đường vừa qua, thầy và trò trường có thể tự hào khẳng định rằng chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn thử thách để gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận. Có được những kết quả đáng bị như ấy chính là nhờ một phần không nhỏ về sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo ngành, của ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của đảng ủy, các ban ngành đoàn thể ở địa phương, sự phối hợp của phụ huynh học sinh cùng sự ủng hộ của các vị mạnh thường quân đã tạo điều kiện cho thầy và trò chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Thay mặt các tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, tôi xin gửi lời đến quý vị lời cảm ơn trân trọng nhất. Sự quan tâm giúp đỡ quý báu của quý vị đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, trong cuộc đổi mới đất nước hiện nay, công tác giáo dục đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn của ngành. Xem mỗi thầy giáo cô giáo luôn ý thức sâu sắc về nhiệm vụ về xã hội giao cho, chúng tôi luôn tự nhắc nhở mình sẽ thường xuyên tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nhiệm vụ, quyết tâm giữ gìn truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, phát huy tinh thần đoàn kết, hết lòng yêu thương học sinh, tận tâm trong công tác, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả giáo dục trong nhà trường để xứng đáng với sự quan tâm của các lãnh đạo và làm mong mỏi tin yêu của nhân dân. Các em học sinh thân mến, việc kêu gọi hè sang phụ về mang nhiều nhớ, một mùa hè vui tươi và bổ ích đang đón đợi chúng ta. Đối với em học sinh, mùa hè là thời gian nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học và những thời gian thêm ôn luyện kiến thức, chuẩn bị hành trang cho một năm học mới. Thầy cô hướng dẫn rằng năm sau các em học tốt hơn, có ý thức trách nhiệm hơn để đảm đương một vai trò của một học sinh trưởng thành mà các anh chị cung cấp đã trao cho các em. Còn đối với các em học sinh lớp 9, đây là mùa hè cuối cùng mà các em còn được ngồi dưới mái trường trung học cơ sở thân thương. 4 năm học dưới mái trường trung học cơ sở không quá nhanh, không quá dài. Sao? Đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, in dấu ấn đậm nét nhất cho các em. Mái trường này không chỉ là nơi giúp các em mở mang kiến thức, mà nơi đây các em được hoàn thiện về mặt nhân cách, được học cách sống, cách làm việc, cách cư xử với cha mẹ, thầy cô và bạn bè, mong rằng các em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với sự yêu thương và kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ đã dành cho các em. Một lần nữa, thay mặt cho tập thể giáo viên nhà trường, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh một mùa hè thật vui và bổ ích. Chúc các em học sinh cuối kỳ thi tuyển vào 10 đạt kết quả cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn.